Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội để siết chặt vòng cương tỏa đối với lãnh đạo Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 10, một hãng tin quốc tế cho hay Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình vào tháng tới. Đây là một thông tin không bất ngờ vì trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden đã có những đồn đoán như vậy. Theo hãng tin quốc tế này, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới đây. Nhưng cũng có ý kiến cho biết chuyến thăm này vẫn chưa được thông báo, vẫn có thể bị hủy hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, các công tác hậu cần đã được xúc tiến. Trong cuộc họp báo vào hôm 5 tháng 10 tại Hà Nội, khi được hỏi về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng đã nói như sau: tất cả các hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam sẽ được thông báo cho các bạn khi thích hợp. Nghĩa là phía Việt Nam cũng chưa chắc chắn và không mấy mặn mà với chuyến thăm này. Trung Quốc và Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới. Được biết, Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến thủ đô Hà Nội để chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở cho phái đoàn của ông Tập Cận Bình. Cụ thể, nhóm công tác của Trung Quốc đang sắp xếp để đặt tới 800 phòng tại các khách sạn ở Hà Nội. Con số đó đã cho thấy tầm mức và quy mô hùng hậu của chuyến thăm cấp nhà nước của ban lãnh đạo Bắc Kinh lần này. Tin cũng cho biết thêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng đã có kế hoạch tới thăm Hà Nội vào giữa tháng 10 tới đây để hoàn thiện tuyên bố chung giữa hai nước. Vấn đề là chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình đến Hà Nội sẽ trùng với kỳ họp của Quốc hội khóa 15. Không biết ông Tập có phát biểu tại kỳ họp này hay không? Trước đó, ông Tập Cận Bình đã từng phát biểu tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2015. Việc này sẽ đánh giá đúng và đầy đủ về thực chất mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 vừa qua, một mối quan hệ ngang hàng với Bắc Kinh. Điều này đã khiến cho lãnh đạo Trung Nam Hải rất không hài lòng. Trong lúc hiện nay, Bắc Kinh và Hà Nội đang có vấn đề tranh chấp liên quan đến hồ sơ Biển Đông. Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000. Trong quá khứ giữa Trung Quốc với Việt Nam, với những vấn đề bất đồng và đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra vào đầu năm 1979 cho đến hội nghị Thành Đô vào năm 1990, trong bối cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan rã ở Đông Âu, lãnh đạo Việt Nam buộc phải thúc thổ trước Trung Quốc. Kể từ đó cho đến nay, về mặt chính trị, Bắc Kinh luôn chủ động áp đặt luật chơi đối với lãnh đạo của Việt Nam. Nhận xét về chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một kịch lãnh đạo báo chí Việt Nam đã nghỉ hưu từ Hà Nội đã nói với Thời báo.de theo điều kiện ảnh danh cho biết Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý muốn áp đảo đối với Việt Nam ở Biển Đông, mà còn trên tất cả các lĩnh vực, đó là những vấn đề sống còn của Việt Nam. Nếu như Trung Quốc bị mất vị thế nước lớn, thì bằng mọi cách họ sẽ cà khịa và gây sự đến cùng. Do đó, nếu Việt Nam không cảnh giác thì rất dễ vướng vào cạm bẫy do họ bung ra. Và ông này cũng cho biết thêm vấn đề giải bài toán Trung Quốc như thế nào là vấn đề mà chính quyền của Việt Nam nếu vẫn theo nếp cũ thì đó là gần như đã là đầu hàng và bán nước chứ không còn là nhân nhượng nữa. Và cứ như thế thì họ sẽ đánh mất hết quyền lợi của quốc gia và dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Hà Nội. Công luận ở Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã luôn dùng cái vòng kim cô, chủ nghĩa xã hội để kiềm tỏa, ràng buộc Việt Nam. Chỉ mới đây thôi, khi có tin đồn Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, thì ông Vương Nghị đã lập tức gặp Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang để mà cảnh báo Việt Nam không được xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra rằng, liệu lãnh đạo Việt Nam có vượt được qua rào cản ý thức hệ hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội để siết chặt vòng kim tỏa đối với lãnh đạo Việt Nam.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bê bối đút lót 3,5 triệu đô la cho lãnh đạo dầu khí Việt Nam bị phanh phùi. Bản tin ngày 5 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã nói rằng công ty Abrams đã chi 3,5 triệu đô la để bôi trơn tại Việt Nam, chi 6,5% hoa hồng. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, nhờ sự môi giới của một công ty trung gian Việt Nam, công ty Abemare của Mỹ đã có được mối quan hệ kinh doanh và hợp đồng với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn trong giai đoạn 2013-2017. Công ty Abemare Mỹ đã phải chi tiền đút lót cho cán bộ dầu khí Việt Nam thông qua đối tác trung gian với số tiền lên tới 3,5 triệu đô la. Đây là kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với công ty Abemare có trụ sở tại tiểu bang North Carolina. Công ty này đã đồng ý trả hơn 218 triệu đô la để dàn xếp cáo buộc hối lộ cho quan chức tại các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở ba quốc gia như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Công ty Abemare đã chi 3,5 triệu đô la để bôi trơn tại Việt Nam. Tài liệu đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp Mỹ nhận định rằng công ty Mỹ này đã thu lợi nhuận khoảng 98,5 triệu đô la từ việc đút lót cho các nhà máy lọc hóa dầu tại các quốc gia nói trên. Trong đó, 69 triệu đô la thu từ Việt Nam, đồng thời cho biết đối tác trung gian ở Việt Nam là một công ty có trụ sở tại Việt Nam trong khoảng từ năm 2015 cho đến 2017. Công ty trung gian này đã được công ty của Mỹ thuê môi giới với tỷ lệ hoa hồng là 4,25%, nhưng công ty Mỹ đã chấp thuận tăng hoa hồng cho đối tác này lên 6,5% do phải chi nhiều hơn cho các quan chức chính phủ Việt Nam, từ cấp thấp đến cấp cao. Trong các email thương lượng về số tiền hoa hồng giữa đại diện trung gian Việt Nam và đại diện của công ty Mỹ, công ty trung gian hứa sẽ ký được hợp đồng dài hạn với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và tập đoàn Petro Việt Nam quản lý, nhưng yêu cầu tăng hoa hồng để giành được công việc và cho biết cần hỗ trợ tăng hoa hồng lên tới 10%. Sau nhiều lần thương lượng, công ty của Mỹ đã đồng ý tăng hoa hồng từ 4,25% đến 6,5%, mặc dù bên công ty trung gian Việt Nam đòi trả 7%, thậm chí 10% tiền hoa hồng. Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam. Được biết, sau đó công ty Mỹ đã sử dụng công ty trung gian tại Việt Nam và các mối quan hệ của công ty này để chi tiền cho các quan chức của Petro Việt Nam, qua đó giành được công việc kinh doanh tại nhà máy lọc dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Một số nhà quan sát từ Việt Nam cho Thời báo.de biết rằng phát hiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ tham nhũng ở Petro Việt Nam cũng như ở hai nhà máy lọc dầu lớn là Bình Sơn và Nghi Sơn chỉ là một số ít trong vô vàn các vụ việc quan chức Việt Nam nhận hối lộ từ các đối tác nước ngoài nhưng chưa bị phanh phùi. Việc các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư hay muốn trúng thầu tại Việt Nam thì phải lại quả phần trăm cho các quan chức ở Việt Nam là điều bắt buộc như một luật bất thành văn. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, Đại tướng Hoa Kỳ khi đó cũng từng cho hay một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác Mỹ trả tới 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Quan chức Việt Nam đòi Mỹ lại quả từ các hợp đồng mua vũ khí. Thông tin từ một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho hay các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp tại Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả bằng 1/4 tổng giá trị. Cũng theo nguồn tin này, các hợp đồng đã đột ngột dừng lại sau khi Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết thông tin này tại một hội nghị triển lãm phòng thủ hàng hải IMDEX được tổ chức ở Singapore vào tháng 5 năm 2017. Trả tiền hoa hồng, lại quả hay phí bôi trơn là điều rất phổ biến tại Việt Nam. Đây được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào năm 2016 của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam
phải trả phí bôi trơn cho các quan chức để việc kinh doanh được thuận lợi. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã xếp hạng năm 2022, Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 77 trên 180 nước và vẫn nằm trong số các nước có nhiều tham nhũng hàng đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bê bối đút lót 3,5 triệu đô la cho lãnh đạo dầu khí Việt Nam bị phanh phui. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.